Bản tin tối nay ngày 6 tháng 8 của Bộ Y tế cho biết, trong vòng 12 giờ, Việt Nam ghi nhận thêm 4.315 ca nhiễm mới, trong đó có 4 ca nhập cảnh và 4.311 ca ghi nhận trong nước. Các ca ghi nhận trong nước tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn dẫn đầu với 1.497 ca, Bình Dương 847 ca, Long An 573 ca, Đồng Nai 347 ca, Khánh Hòa 269 ca, Hà Nội 115 ca, Tây Ninh 102 ca, Cần Thơ 94 ca, Đồng Tháp 88 ca, Bình Thuận 66 ca, Đà Nẵng 61 ca, Bến Tre 52 ca, Trà Vinh 28 ca, Ninh Thuận 25 ca, Nghệ An 21 ca, Đắk Lắk 17 ca, Phú Yên 16 ca, Hậu Giang 12 ca, Quảng Nam 11 ca, Gia Lai 10 ca, Lào Cai 9 ca, Thái Bình, Hà Tĩnh, Ninh Bình cùng có 8 ca, Thanh Hóa, Bình Phước, Quảng Ngãi cùng có 5 ca, Hải Dương 4 ca, Quảng Bình 3 ca, Vĩnh Phúc, Thừa Thiên Huế cùng có 2 ca, Hà Giang 1 ca, trong đó có 663 ca ghi nhận trong cộng đồng. Tính đến chiều ngày 6 tháng 8, Việt Nam có tổng cộng 193.381 ca nhiễm, trong đó có 2.338 ca nhập cảnh và 191.043 ca mắc trong nước. Cũng trong chiều ngày 6 tháng 8, Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết Việt Nam đã ghi nhận thêm 296 ca tử vong tại 17 tỉnh, thành phố. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về plo@phapluttb.vn để nhận lấy quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.